Hello mọi người. Đây. Mọi người thấy cái cây này quen không? Thì giới thiệu với mọi người, đây chính là cây hương thảo. Thì cây hương thảo có tên tiếng Anh đó chính là Rosemary. Và chính xác là một loài thảo mộc thuộc loại họ bạc hà. Điều thú vị là hương thảo ấy, trong tiếng Latin có nghĩa là muối và có nghĩa là xương và biển, hay còn gọi là sương mai của biển. Loài cây này thì có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Cây hương thảo thì phát triển tốt nhất ở những khu vực ấm áp và có độ ẩm tương đối. Ở môi trường thịnh vượng thì cây có thể phát triển thành những cái bụi cao có thể lên đến vài mét. Hương thảo thì thường được dùng để làm gia vị này, cho các món ăn và phù hợp với hầu hết các món ăn như thịt bò, cừu hay là các món hầm và súp. Ngoài ra nó còn có tác dụng trong việc xua đuổi muỗi và giúp giảm căng thẳng cho gia chủ. Về đặc điểm của loài cây này thì mỗi loại thảo mộc thì đều có những đặc trưng riêng. Riêng về loài cây này thì vốn khác biệt với các loài hùng quế, húng lủi hay là giống bạc hà khác, như thân cây có đến dáng lá, hoa và cả mùi hương. Cụ thể thì chúng ta có thể nhận diện hương thảo thông qua các đặc điểm như sau. Thân cây khá là nhỏ và phân thành nhiều nhánh, chiều cao thì cao dần từ khoảng từ 50 cho đến 2 mét. Lá cây hương thảo thì có hình dẹp dải và có màu xanh thẫm, nếp và hơi gập xuống và có mùi hương thơm dễ chịu, mang đến không khí trong lành cho cả nhà. Mùi của nó rất là đặc biệt. Đó nè, mùi cây hương thảo này thơm lắm các bạn ạ. Về sự phát triển và tuổi thọ, xem là cái cây này có thể sống được bao nhiêu lâu thì như đã đề cập ở trên, thì cây hương thảo này thì có thể phát triển mạnh mẽ ở điều kiện môi trường có độ ẩm thích hợp nhé. Chiều cao của cây hương thảo này có thể rơi vào từ cái cây này cũng tầm 5-60 cm đến 2 mét. Có cây cao ấy thì nó sẽ tầm khoảng 2 mét đó, thì nó mọc thành bụi rộng đó. Và trên thực tế thì ở một số khu vực, cây hương thảo này phát triển mạnh mẽ ở điều kiện lý tưởng đến mức mà có thể trở thành cái gánh nặng phiền phức nếu mà không được quản lý đúng cách đó. Thì bạn có thể trồng cái cây hương thảo này bất kỳ ở đâu, ở trong nhà lẫn ở ngoài trời. Thông thường thì sẽ được ưu tiên trồng trong nhà mà gần đậu này, bắp cải, cà rốt và cây xô thơm. Thì cái công dụng của cây hương thảo này thì hương thảo này cây rất dễ trồng và tốn ít công chăm sóc. Cây chỉ đơn giản là dùng để trang trí cảnh quan này, mà còn không chỉ đơn giản là trang trí cảnh quan mà nó còn rất là nhiều tác dụng về cái thực tết, nhờ vào cái tinh dầu và hương thơm của nó. Về ẩm thực, nó có thể làm gia vị này cho các món ăn, và đó có thể là cây hương thảo tươi để ướp lại và chế biến các món nướng, nồi và hầm. Hoặc là cây hương thảo dạng khô thì cũng có rất nhiều người yêu thích cái cây đấy, bởi vì nó có thể dùng để rắc lên và nêm nếm cho thức ăn của mình. Và cây hương thảo này được xem là tinh hoa của ẩm thực, vì tổng hợp tinh hoa của ẩm thực ở Địa Trung Hải truyền thống đó. Liệu pháp để tăng cường hương thơm cho cây, cho không gian sống, thì với cái không gian phòng khách khoảng 20 m² ấy, thì ở bạn chúng ta có thể trang trí ở góc của bàn làm việc này, hoặc là có thể trồng một cây hương thảo nhỏ xinh xinh ở trên bàn làm việc của mình đó. Thì cây hương thảo bé xinh xinh này thì có thể không chỉ là lan tỏa cái mùi hương thơm cho cả không gian, mà còn có thể phát huy cái công năng thần thánh của nó là đuổi các côn trùng như là muỗi hay là ruồi đó. Thậm chí là cây hương thảo này còn có đặc chế là thành đặc chế thành mùi tinh dầu. Hương thơm của hương thảo tại lại có thể tác dụng làm tinh thần của mình có thể thoải mái hơn này, thư giãn đầu óc này, có thể giúp mình đầu óc trí óc nó sẽ minh mẫn hơn đó.
Về liệu pháp tinh thần thì cây hương thảo này tác dụng đối với những phụ nữ sau sinh, nhân viên văn phòng và trẻ nhỏ. Vì cây hương thảo này có thể xoa dịu được những cái cơn gì nhỉ? Những cái cơn mà ốm nghén của bà bầu ấy. Và bên cạnh đó thì một chậu cây hương thảo như thế này thì sẽ giúp cho bạn giải tỏa stress và chống buồn ngủ. Tinh dầu hương thảo cũng được xét là sẽ giúp cho cái tinh thần cảm thấy tinh thần của mình thoải mái hơn này, dễ chịu hơn, và từ đó giúp cho chúng ta có thể tăng cường tư duy và trí nhớ. Về đuổi côn trùng ấy thì từng đề cập đến là cái hương thảo này là khắc tinh của côn trùng, vì có thử nghiệm và đặt một cây hương thảo ở ngoài ban công và cửa sổ và góc hoành lan thì sẽ thấy được hiệu quả đối với côn trùng của nó. Đó. Đây cho bạn đặt không gian này để ấy theo cây hương thảo. Trang trí không gian sống này. Để trang trí không gian sống thì chắc chắn rồi, ngoại hình xinh xắn và màu xanh bắt mắt thì của cây hương thảo này thì hoàn toàn có thể ghi điểm khiến cho chúng ta trồng ngay một chậu trong nhà của mình. Ngoài ra hương thảo còn đính kèm với công dụng tuyệt vời khác về mặt sức khỏe và làm đẹp. Mà khi trồng loại cây này thì mọi người nên lưu ý về cách chăm sóc của cây này. Có vài cách trồng hương thảo nhìn chung thì là khá đơn giản. Tuy nhiên để giúp phát triển khỏe mạnh, đạt hiệu quả về năng suất thì bạn nên tham khảo về những cái cách sau, đó là trước hết là gieo hạt hoặc là dâm cành để có thể làm một cách trồng tốt. Bạn nên lưu ý về việc tưới nước, giữ đất thoát nước tốt, và cây hương thảo không thể cấy vào thùng chứa. Cây hương thảo trồng dưới đất thì không thể cấy vào các thùng chứa tốt, vì vậy nếu chọn hãy cân nhắc trồng trong thùng để có thể mang vào bên trong những nhà mà có cái không khí lạnh hơn để cây phát triển tốt. Nhiệt độ đất thì khoảng vào 70 độ S, là tức là khoảng 21 độ C. Tưới nước đều cho cây trong suốt mùa sinh trưởng, nhưng mà lưu ý thì không nên tưới nhiều. Thường xuyên cắt tỉa để cho cây hương thảo có thể ra những cái mầm nhánh tốt hơn. Trong thường hợp sâu ăn là tấn công hoặc là cây hương thảo đổi sang màu trắng bạc và có đốm thì nên dùng các loại thuốc phun nhẹ, miễn là phun bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến không khí trong nhà. Đó thì như vậy thì bọn mình đã chia sẻ với các bạn về những cái thông tin khái quát về cây hương thảo này rồi, và mang lại cái đặc điểm này, công dụng và cũng như là lưu ý cách trồng của cây hương thảo này. Thì hy vọng là các bạn có thêm lý do để sắn tay áo trồng, hoặc là chúng ta có thể ra showroom cây đời có thể mua cái cây này về để ở trong nhà mình. Đó thì nó sẽ giúp cho mình có thể trang trí được cái góc phòng xinh xắn này, có thể là đuổi ruồi muỗi này, để ban công đó. Nếu mà mọi người thích thì hãy qua shop mình có để lại địa chỉ và số điện thoại ở góc trái màn hình. Bye bye mọi người.